vô vọng, người yêu cũng đã chia tay từ lâu. Tiền là gì cho thế gian nhìn nhau, rồi khiến trái tim thấy đau. Hãy thử hình dung một người làm cho mình yêu đậm sâu, để rồi chia tay khi khó khăn bay đầy. Đó chỉ là yêu không vì tiền, có phải là yêu mình đâu, cớ sao lại đau con tim phải đau. Anh thử hình dung ba điều đã từng thề trước men rượu cây, là anh em sẽ chết theo từng ngày. Thế nhưng dịu mong đã cạn đến khi đời ta hoạn nạn, ở nơi đâu sao không thấy. Tình là gì khi sống trong vô vọng, người yêu cũng đã chia tay từ lâu. Tình là gì cho thế gian nhìn nhau, rồi khi anh trái tim thay lời. Hãy tự nhận dối một người làm cho mình yêu đậm sâu, để rồi chia tay. Đó chỉ là yêu vì tiền, có phải là yêu mình đâu, cớ sao lại đau con tim phải đau. Hãy thử hình dung ba miền đã từng thề trước men rượu cay, là anh em sống chết theo từng ngày. Thế nhưng dù mong đã cạn đến khi đời ta hoạn nạn, ở nơi đâu sao không thấy. Cho mình yêu đậm sâu, để rồi chia tay khi khó khăn vậy đời. Đó chỉ là yêu vì tiền, có phải là yêu mình đâu, cớ sao lại đau con tim ta phải đau. Anh thử hình dung ba điều đã từng thề trước men rượu cay, là anh em sống chết theo từng ngày. Đến giờ mong ta cạn đến khi đời ta hoạn nạn, ở nơi đâu sao không thấy nhau. Thế nhưng dịu mòn ta cạn đến khi đời ta hoạn nạn, ở nơi